Quý vị thân mến, tiếp theo ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục tiếp theo, đó chính là tiết mục Tình yêu văn quan, nhạc và lời Lâm Dầu qua phần biểu diễn của anh Lương Đình Huy và chị Lương Thị Thu Hà, họ Lương, huyện Văn Quan, Lạng Sơn. Một tràng vỗ thật lớn chào đón tiết mục Tình yêu văn quan. Lan tỏa